Những hành vi nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, biểu hiện không đứng đắn, cử chỉ ngón tay mang tính gợi ý tình dục xảy ra tại nơi làm việc, trên phương tiện đi làm mà không được phía còn lại đồng thuận, được xem là hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc. Đây là một trong những nội dung dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa hoàn thiện. Dự thảo được bổ sung, cập nhật dựa trên Bộ Quy tắc ứng xử về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc được ban hành vào năm 2015. Những nội dung của bản dự thảo mới đang nhận được nhiều ý kiến của dư luận. Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc quy định, quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Có 3 hình thức quấy rối tình dục tại nơi làm việc gồm: quấy rối mang tính thể chất bằng lời nói, ngôn ngữ cơ thể; quấy rối bằng hành vi mang tính thể chất gồm hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang tính tình dục hoặc gợi ý tình dục như cố tình động chạm không mong muốn, sờ mó, vớt ve, cấu véo, ôm ấp hay hôn, tấn công tình dục, cưỡng dâm, hiếp dâm. Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm lời nói trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua phương tiện điện tử có nội dung tính dục hoặc ngụ ý tình dục. Có thể bao gồm những nhận xét không phù hợp về mặt xã hội, văn hóa mà không được mong muốn bằng những ngụ ý về tính dục như chuyện cười gợi ý về tình dục hay những nhận xét về trang phục hay cơ thể của một người nào đó khi có mặt hoặc hướng tới họ. Những lời đề nghị, những yêu cầu không mong muốn hay lời mời đi chơi mang tính cá nhân, riêng tư một cách liên tục. Quấy rối tình dục phi lời nói gồm ngôn ngữ cơ thể, trưng bày, miêu tả tài liệu trực quan về tình dục hoặc liên quan đến hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử như nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, biểu hiện không đứng đắn, cử chỉ ngón tay, v.v. Hình thức này cũng bao gồm việc phô bày các tài liệu khiêu dâm, hình ảnh, vật, các tin nhắn liên quan tới tình dục. Bộ Quy tắc ứng xử về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc được khuyến nghị áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, dù sản xuất hay kinh doanh dịch vụ, cả khu vực công và khu vực tư nhân, bất kể quy mô. Trong bản dự thảo này, điều khiến nhiều người tranh cãi nhất là việc quy định hành vi được coi là quấy rối tình dục phi lời nói như nhìn gợi tình và mời đi chơi mang tính cá nhân, riêng tư một cách liên tục. Có quan điểm cho rằng, với các biểu hiện quấy rối tình dục phi ngôn ngữ mà dự thảo nêu ra, họ dễ dàng bị coi là yêu dâu xanh một cách oan ức. Cũng có ý kiến nhận xét trong dự thảo, nhiều biểu hiện quấy rối tình dục được đưa ra rất mơ hồ. Chẳng hạn, thế nào là nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục đến mức nào thì bị coi là quấy rối. Nhiều cư dân mạng thẳng thắn cho rằng, với những khái niệm chưa rõ ràng, bộ quy tắc trở nên phi thực tế và rất khó áp dụng. Một thực tế đáng buồn là bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của quấy rối tình dục. Một khảo sát do ActionAid và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển thực hiện cho thấy tại Việt Nam, 87% phụ nữ và trẻ em gái được khảo sát từng bị quấy rối tình dục nơi công cộng, gần 54% nhân viên văn phòng và khoảng 60% công chức nhà nước từng bị quấy rối tình dục từ 2 đến 5 lần. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, quấy rối tình dục làm ảnh hưởng xấu tới môi trường làm việc, hạn chế sự bình đẳng giới, gây ảnh hưởng tới tâm lý, sự lo lắng, căng thẳng cho nạn nhân, dẫn đến môi trường làm việc không an toàn, hiệu suất làm việc giảm sút. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là một hình thức phân biệt đối xử dựa trên giới tính và bị nghiêm cấm tại môi trường làm việc. Do đó, hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc cần được ngăn chặn, phòng ngừa thông qua các quy định biện pháp cụ thể. Hiện nay, nạn nhân quấy rối tình dục không chỉ diễn ra trong thực tế cuộc sống mà còn diễn ra trên cả không gian mạng. Tính ẩn danh hoặc việc trò chuyện bằng tin nhắn, không đối diện trực tiếp đã tạo điều kiện cho kẻ quấy rối thực hiện những hành vi, lời nói có tính chất sảm sỡ. Những người không phải là người lao động của doanh nghiệp như khách hàng hay nhà thầu cũng nên được thông báo rằng nếu họ bị khiếu nại, tố cáo và khiếu nại tố cáo đó được xác định là đúng sự thật thì điều này có thể dẫn tới chấm dứt hợp đồng, ngừng dịch vụ hoặc ngừng hợp tác sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cần đưa ra các biện pháp đảm bảo rằng các khiếu nại tố cáo về quấy rối tình dục sẽ được điều tra, xác minh và xử lý đảm bảo bí mật, an toàn, không tiết lộ nhân thân của những người liên quan. Các hành vi nào không được xem là quấy rối tình dục tại nơi làm việc?
Đó là những lời khen hoặc khích lệ thông thường được chấp nhận hoặc phù hợp về văn hóa đạo đức. Hành vi giao cấu đồng thuận, trừ những hành vi giao cấu với trẻ em, được bên kia tiếp nhận hay đáp ứng lại, không được coi là quấy rối tình dục, nhưng có thể được coi là hành vi vi phạm kỷ luật lao động nếu được quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp. So với bộ quy tắc cũ, dự thảo bổ sung thêm các hành vi quấy rối tình dục nhưng không diễn ra tại nơi làm việc thì không được xác định là quấy rối tình dục tại nơi làm việc và không chịu sự điều chỉnh của pháp luật lao động mà chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật khác. Theo Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước nếu bị quấy rối tình dục. Nếu sử dụng từ 10 lao động trở lên, doanh nghiệp phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản, trong đó có phòng chống và trình tự xử lý hành vi quấy rối tình dục. Còn bây giờ, bản tin của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!